trắng quần áo nào. Hai con điện thoại hư hỏng bán đi.
nhỉ? Chẳng biết chị đi đâu rồi. Có lại ở mình này. Ở nhà hôm nay bụi thế nhỉ? Em đi chợ thôi.
cả. Thì em thấy là hôm nay chị vừa đi chơi về chị. Anh nấu cơm á? Vâng. Khá mát chị ạ, không có loại thế nào em. Con đi qua chợ chị ạ, mua con cá thì nhưng mà anh mua cá dạ. À dạ vâng. Cá anh định nấu gì? Hay là con không biết nữa. Hay là nấu cái quả này này. Quả sấu này này, hôm qua em lấy về này. Ôi, có cái này lại ngon quá chị ạ. Đúng rồi chị ạ. Có cái quả này trước giờ em cũng hay nấu ở cùng quả này ngon lắm chị ạ. Vâng. Thế để cái đầu để nấu canh kia nhỉ. Còn vâng, đoạn đấy thì em rán. Đấy chị ạ. Thế để em rán đoạn cá này trước chị ạ. Vâng, thế rán một khúc giữa nữa. Dạ vâng. Thì nó không để em một khúc. À cũng không có gì đâu chị ạ, để em rán một con cá thôi chị ạ. Vâng. Chị vừa đi chợ về, chị mệt chị cứ nghỉ đi chị ạ. Cũng không mệt đâu mà, cũng bình thường. Vất vả anh quá. Thôi chị cứ để em ra chị ạ. Hôm nay chị đi từ sáng sớm hả chị? Vâng. Thế này chị định làm gì hả chị? Thế này em định ngâm làm nước sấu ấy. Hôm nay lấy trên đồi cao hả chị? Không, cũng không lên đồi cao mấy đâu mà. À vâng. Chị ơi, em lấy quả nấu canh nhé chị nhé. Vâng. Em lấy mấy quả to nhé chị nhé. Vâng, lấy mấy quả to to đi nấu ăn đi. Em được cái không biết từ chối rồi chị ạ. Sao chưa chị? Chưa, cái này gọt lâu phết đấy. Để em giúp cho chị ạ, đằng nào cũng... Thôi anh cứ ngồi nghỉ đi. Có gì đâu mà chị. Làm một... Em giúp một tay một chân nhanh chị. Anh cạo xong là cứa luôn hộ em nhé. Vâng ạ. Cứa tròn. Và chị đi lấy quả này chị lại trắng giúp hả chị? Không. Lấy cây về tròi lấy. Ủa, nhiều lúc cũng sợ lắm chị ạ. Nó sôi để mình cá xuống hết rồi. Vâng.
xong rồi đấy chị ạ. Muộn chắc là chị cũng bó rồi chị ạ. Cũng để đây chị ạ, để em dọn ngay sau rồi em thăm mâu cơm chị ạ. Xong chưa hả chị? Đã xong rồi. Em cũng dọn cơm luôn thôi chị. Lấy nốt cái quả này vào cái hộp này là xong rồi. Vâng. Anh ơi, lui lui sang bên này đi, chỗ đấy chỗ ngủ. À dạ vâng. Để em đặt ra đây luôn. Vâng. Đây. Xong chưa chị? Xong rồi. Không, nghỉ ăn cơm thôi chị ạ. Vâng. Xong rồi. Ê, ngồi nghỉ ăn cơm thôi chị ạ. Vâng. Ăn cơm. Nói rồi đấy. Đây lâu lắm em không được nấu cơm bếp rồi chị ạ. Vâng. Em nấu cơm không biết có ăn được không chị ạ. Ôi, được rồi. Thế là được rồi. Nhìn ngon thế, nhìn cá này ngon thật đấy. Đấy về để em xới cơm. À, dạ vâng. Này em rất là tự nhiên quá chợ. Em về không kịch của ai mà em không sao đâu mà dạ, anh ăn cơm đi. Chén cơm chợ. Vâng, anh ăn cơm nhá. Chị dùng ý gì? Quả này cũng ngon thế. Chị thử hôm nay em nấu xem có ngon không như mọi lần chị nấu không chợ. Ừ, ngon thế. Không ăn đi. Vâng, em đến tự nhiên thôi chợ. Vâng. Ừ, cá nấu cái này ngon thật đấy nhở. Em chưa ăn bao giờ luôn đấy. Ngon đấy chị ạ. Vâng. Không chị đem tiền như chả. Vâng. Không phải ngại. Toàn đồ anh mua về. Cơm em ăn no rồi đấy, anh ăn đi. À, vâng. Em cũng không no chị ạ. Ôi, hôm nay ăn cơm ngon quá chị ạ. Rắc nồi cơm nấu không biết, không phải tự hôm nay tự khen mình hay sao, nhưng mà hôm nay nấu cơm ngon chị ạ. Ngon mà. Dạ vâng. Em ăn no rồi đấy, anh... Thôi chị ạ, để em mua mấy con. Để chắc tối chị ạ. Vâng, chị ạ. Yeah.
rửa xong rồi chị. Đây chưa?
cho cháu. Cháu bây giờ mới bắt đầu làm một lúc thôi ạ. Vâng, thế để cô giúp. Thôi con cứ nghỉ ngơi đi, lên nhà nghỉ ngơi chăn bò đâu. Bỏ con cứ lên nghỉ ngơi đấy thôi mà. Cô ạ, cháu đang làm tiện làm cái này một tí cô ạ. Không làm được cái máy này cũng nắng đấy nhỉ. Vâng. Mưa còn hắt vào nữa, cô uống nước đi. Vâng. Cô uống nước đi cô. Bọn cháu cũng mới bắt đầu làm cái này được một lúc thôi. Hoàn chuyện này nhé nhỉ, chuẩn qua muối cái này làm cái viên này để cái trái này để cho nó đỡ nắng thôi. Vâng, cháu còn định làm cái một cái ở đằng trước nữa. Làm nguyên đằng trước với cả nguyên bên này nữa. Cô ngủ đâu đấy, cô đi chả? Cô được ngồi đâu chả? Thì à, cô đi cháu. Đằng nào cô cũng chăn bò đấy thôi. Không quá ạ, cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi cô ạ. Thế à? Vâng. Thế thông cảm cho cô nhé. Không có gì đâu cô ạ. Có lát chưa chị? Có rồi ấy. Chị cho em hai đoạn với chị ạ. Vâng. Không xong em lấy đâu. Thank you.
con cũng không có kinh nghiệm, nó vá ở giúp con may quá, thầy có người giúp. Bác trước kia bác cũng làm nhiều rồi. Hai cháu tình cảm lắm nên cô cứ nghĩ là hai cháu là vợ chồng. Em đi kể thêm lá chị ạ. Vâng. Chắc kể thêm ít thôi. Thôi. Mấy hôm nay của bác ấy ba. Vâng. Bác giúp được một ít.
rau rồi bác ơi. Chị bác ơi. Vâng. Mấy quá hôm nay làm xong bên này bây giờ đỡ nắng hơn bác ạ. Vâng. Bao nước. Vâng. Nước đi. Vâng. Bác sang đây giúp không cháu khoản lợp lá này cháu cũng không dành bao nhiêu bác. Thật đấy, may còn có bác giúp để hôm nay còn xong được sớm. Chẳng giúp được mấy. Ừ, này cũng xong bên đấy xong một lát nữa là cháu làm luôn cả cái này luôn bác ạ. Dạ. Vâng. Nghỉ ngơi đã. Vâng. Cô xin phép cháu lấy bò về nhà nhá. Cô ơi sớm là cô. Vâng. Cô ngồi chơi đã. Cô ngồi uống nước. Cô nghỉ chơi đã cô. Thế cháu cảm ơn cô nhá. Vâng. Còn mang thứ này cho cháu nhá. Thế hôm nay có cô ấy đến xong là giúp mình làm nhanh hơn anh nhỉ? Vâng. May còn có cô ấy. Có người giúp nên là nhanh hơn đấy chị ạ. Vâng. Không thì xuống này nó cũng... May mắn là có cả anh nữa. Anh cũng giúp em nhiều. Có gì đâu rồi. Cô ấy cũng tốt thật đấy anh nhỉ? Đến vâng. Đây chăn bò nhưng mà vẫn hộ mình làm. Cô ấy cũng hay nói chuyện ấy, kiểu với vâng. Mọi người chứ. Kiểu cô ấy hay giúp người lắm chị. Vâng, hôm nay cô ấy còn làm nhiều hơn mình. May là có cô đấy chị ạ. Vâng. Vâng vâng em uống rồi chị ạ. Chị uống nước đi chơi. À, chắc là xong em cũng phải xin phép thôi chị ạ. Anh về luôn á? Vâng, em có một chút việc nên là em về luôn thôi. Chơi đã, nghỉ ngơi rồi về. Thôi em nghỉ ngơi rồi thôi. Với lại hôm nay được nấu cơm, ăn cơm đây nữa cũng ngon hơn chị ạ. Vâng. Thôi em xin phép thôi chị ạ. Anh hẹn về. Vâng. Anh về nhé. Cứ vào ngồi nghỉ đi.
nhảy lên nào, nhảy lên. Ngồi xuống, ngồi xuống đi, nhanh, ngồi xuống.
Bên đây. Sao này chui xuống đây? Đấy, ăn đi hai người, ăn đi hai người, ăn đi. Ăn rồi rồi nha. Ăn rồi xong rồi nhà trong nhà nha, để chị đi làm nha. Thank you.
chọn đi, quả nào cũng được. Alo em à? Alo anh nghe này, anh đang ở đâu ấy? Anh lên đón em được không? Em đang ở đâu? Ở ngay chỗ nhà chú Khích này. À thế à? Thế xe em đâu rồi? Xe em bị hỏng rồi. Thế thế đợi anh một lúc nhá. Vâng vâng, xe cả lên rồi nhá. Rồi rồi, thế em ở đấy rồi anh đến luôn. Ok ok, em đấy nhá.
làm sao đấy? Em cũng không biết xe em bị làm sao nữa, em gửi trong này không biết là hỏng cái gì không không đi được. Thế bây giờ họ cho gửi rồi? Em gửi trong này rồi. À. Em không biết là nó bị làm sao ấy, chân máy em không để được. Em vừa mới đẩy lên kia gửi rồi. Thế hôm nay em đi đâu à? Em đi có việc một tí ở đây rồi mà. À. Đây là em cũng không biết làm sao nữa. Xong là em lấy vào đây em gửi luôn. À, thế thôi xong thì lên xe thôi anh đưa về vậy. Vâng ạ. Xong để lên xe để lúc nào anh đưa về rồi. Để anh đưa em về. Vâng. Nắng không em? Cũng nắng rồi. Thế hôm nay chị đi bán gì hả chị? À, bán bí. À. Hôm nay bán hết không hả chị? Bán hết rồi đấy, để dành một quả mang về ăn thôi. Thế anh với cả chị này đi đâu về đấy ạ? Anh ăn không để em à, lấy cho anh. Chị cứ để dành chị ăn thôi, em có rồi chị ạ. Vâng. Thế anh với cả chị này đi đâu về đấy ạ? À, em cũng... Bạn em vừa... gọi em lên đón mà xe hỏng nên em lên đón chị ạ. Vâng. Còn em đưa về không hả chị? Dạ thôi không cần đâu. À, anh cứ đưa chị này về đi. Em khác về được mà em đi quen rồi. À không, mà em cũng đưa lên đến nhà đấy thôi chị ạ. Em không không ấy mà nếu mà em mệt quá thì chị đợi nghỉ đây em thôi chị ạ. Thôi không cần đâu, anh cứ đi đi. Thôi chị ạ, em cũng đưa bà em lên một đoạn lên trên này thôi mà xong em cũng lại về luôn mà. Xong rồi, có gì nếu mà mình có em đưa thôi, chị về chị ạ. Không cần đâu, anh cứ đưa chị ấy về đi, em đi về bộ được mà. Anh cứ đi đi. Không sao đâu mà chị, em đưa bạn em lên một chút rồi em đưa chị về cũng được mà. Thế thôi anh cứ đưa chị ấy về đi, về trước đi, em về sau cũng được mà, em đi bộ về cũng được. Thôi không cần đâu, anh chị cứ đi đi ạ. Thôi anh cứ đưa chị ấy về đi, em đi về đây. Liệu chị ấy có suy nghĩ gì về mình không nhỉ? Chắc không sao đâu, chị ấy cũng đi về được mà. Thế anh có đưa em về được không? Có mà, anh đưa em về mà. Thế đi đi, chị ấy không sao đâu mà.
khu dưới kia mà mưa to lắm. Thank you.
một lon nước ạ. Cũng có gì được nhỉ? Nước cam đi. Rồi. Đã biết họ có gì hết mình là lúc nào cũng đi vào đấy nữa.
Cái cửa này hả chị? Vâng. Để em giúp cho chị ạ. Không cần đâu. Để em giúp cho. Để em làm cho. Anh khi đâu mà đi. Chị? Anh cứ ngồi đi. Một mình chị tay nhớ tay mềm, chân nhớ tay mềm. Ê chị tự làm cả ngày hôm nay hả chị? Vâng. Em giúp cho chị ạ. Thôi không cần đâu. Em làm được mà. Mà chị ạ. Có gì đâu mà em giúp được mà. Thôi cứ đi ngồi nghỉ đi. Hay là hôm trước chị giận em chuyện hôm trước hả chị? Không, làm sao mà giận. Em có là gì của anh đâu mà sao phải giận. Em sợ chị giận hết rồi. Thấy nha. Để đấy chị, để em vào buộc. Không, để em buộc cho chị ạ. Chắc là chị giận em thật rồi. Em buộc cho. Có làm gì đâu mà giận. Có làm gì đâu chị. Em chỉ đưa bạn em về thôi mà. Bạn đâu, người yêu. Bạn gì mà ôm ấp nhau thế. Đâu. Không biết gì đâu. Được rồi đấy, anh tính anh. Người ta gái ghét như thế mà chị. Đi đâu. Em chỉ là đưa bạn ấy về thôi. Thôi tránh ra đi. Ủa chị có gì đâu mà. Thôi để đấy. Anh không cần phải cầm đâu. Thì chị lại bảo chị không phải dối. Chị em để em chị ạ. Không cần đâu, em làm được. Đây chị ạ. Có cái gì ạ? Về nhà mẹ cũng chuyển cô đó. Hôm nay mẹ thì khó chịu lắm, con về nhà đi. Ồ, hôm nay con đi mẹ không sao đâu mẹ. Về nhà đi. Mẹ hôm nay khó chịu lắm, mẹ bị uổng ốm ạ. Con về nhà ngay đi nhá. Alo.
dạ vâng vâng, thế cho con về luôn mẹ ạ. Vâng. Ừ, về nhà luôn đi nhá. Đừng để mẹ gọi lần thứ hai đấy, về luôn đi. Ừ. Vâng vâng, con cũng đang ở gần mà. Vâng vâng, con về luôn. Về luôn đi. Dạ vâng, em về luôn thôi chị ạ. Vâng. Không biết, em về luôn thôi chị ạ. Mai em lại đến chơi. Vâng. Vâng vâng. Thế nhà cháu hoàn thiện xong hết chưa? Cũng gần xong hết rồi cô ạ. Chẳng qua bây giờ không có gì nên là cháu phải đi chợ. Thế có lấy chuối không? Có buồng chuối chín đấy. Vâng, cô lại có chuối chín ạ? Vâng. Nào ấy cô? Đấy. À, ở ngay đây ạ? Vâng. Buồng chuối chín đấy. Ờ, chín nhiều thế nhỉ? Vâng. Cái này cô bán cho cháu nhá. Vâng, không cháu cứ lấy đi, cô không lấy tiền đâu. Cháu cứ lấy đi. Thế cháu trồng được nhiều mà. Bao nhiêu lần cô cho cháu không cái này cô không lấy tiền thì cháu cũng ngại lắm. Không ngại gì đâu, cô trồng được nhiều cô cho cháu mà. Cô còn giúp cháu làm nhà các kiểu nữa. Cháu có gì không đâu. Có gì cho cô. Vâng, có gì đâu, cháu cứ lấy đi. Đấy. Vâng. Cháu chắc nhé. Vâng vâng. Cháu
cô cầm nhé, để cháu xem nhé. Nhiều quả quá đi, cháu không biết chặt kiểu gì nó ra được. Vâng, đây nó nhiều quả lắm. Cái này chín quá nó rụng ra này cháu. Vâng. Cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Vâng. Cháu xin ạ. Vâng, không có gì. Nhiều một chút thế là hơi bận, nay không có thời gian cho em. Thế xe em trước em lấy đi.
của anh nên là anh cũng phải giúp đỡ chị một chút cảm giác. Nhưng một chút không có gì mà nên là em đừng suy nghĩ nhiều. Nhiều lúc anh phải giúp đỡ người dân ấy, nên là chị ấy cũng một trong số những hoàn cảnh khó khăn, một trong số người ấy. Nên là anh phải giúp người mà. Bao nhiêu tiền? 30.000 thôi. Hãy subscribe cho kênh Truong Thi He.
mình việc thì việc mình phải xác định yêu người ta thì mình cũng phải tiến tới hôn nhân đi, cứ để người ta chờ đợi như thế. Hôm nay mẹ không phải đi làm mày. Hôm nay mẹ được nghỉ. Ờ, bao nhiêu lần rồi?
Để em đưa chị về đi. Chị về cẩn thận nhé chứ.